Rồi em xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 12 âm lịch mình. Thì hôm nay em lên với cái tiêu đề ha. Là những lưu ý quan trọng. Những lưu ý quan trọng ha. Để chăm cây dạng thọ trong cái giai đoạn mà dưỡng nụ và nuôi nụ ha. Thì trước tiên thì em vào cái tiêu đề chính ha. Thì em cũng xin là nói chung là sơ lược qua ha là cái ngày mà nó sẽ kén lên màu ha và cái ngày mà nó nở ha nó nở ha thì uh, những clip trước em cũng đã có nói rồi ha là bắt đầu từ cỡ lối là mùng 2 mùng 3 tức là đầu tháng 12 mùng 2 mùng 3 mùng 4 mùng 5 là khoảng lối mùng 5 ha là nó cái cây của mình nó lên nụ và khoảng lối gầm tức là lối 15 16 17 18 là nó bắt đầu nó chạy về xe kiến ha là cái cái khoảng thời gian đó ha tức là em nói là cái khoảng thời gian mà cái cây dạng thọ của mình ha là nó phát triển để mà nó em tạm gọi em tạm gọi ha là nó ngay tết ha là theo cái cách của em thôi ha còn nhà vườn người ta làm sớm hơn ha thì trong khoảng thời gian đó thì mọi người xem lại cái nút nụ của mình ha nó như thế nào ha còn đối với cái cây này của em ha thì cái nụ hiện thời bây giờ nó dày ha đây là nó bự hơn nút áo ha nhưng mà đối với cái nụ cái nụ này cái chậu này thì mọi người để ý ha thì là cái chậu này nè thì nó sẽ rơi vào khoảng là 10 16 17 ha là bắt đầu nó lên màu ở chậu này ha nè chậu này nè này này, nó khoảng nó rơi vào 16 17 nó sẽ lên màu ha nó sẽ lên màu thì nguyên cái đám dân thọ khu vực của em ha thì nó rơi vào tầm khoảng 15 16 17 là nó sẽ có lên màu la gai ha một số nụ hiện thời bây giờ nó cũng bự bự rồi ha thì đối với những thằng như thế này thì nó sẽ khoảng năm 12 tầng thằng này nó cũng muốn thằng này ha. Thì bây giờ nó khoảng là 16, 17 ha, nó sẽ lên màu ha. Thì trong thời điểm hiện tại bây giờ thì em cũng có một số lưu ý uh, cơ bản nhưng mà nó cũng rất là quan trọng ha. Về em nói về cái lưu ý thứ nhất là nước tưới. Nước tưới ha. Thì trong thời điểm hiện tại bây giờ đối với những cái cây mà của mọi người á nó đã lên màu. Lên màu rồi ha, tức là tại khu vực phía Nam miền Nam của em Bây giờ nó đã lên màu tức là nó đã xé kén lên màu Mà mình chơi tại nhà ha, Em lưu ý kỹ ha Bây giờ là em không nói nhà vườn ha Em không nói về những nhà vườn ha Tại nhà vườn người ta lên bông sớm người ta bán ha Là cái video này em dành cho những người chơi tại nhà trước đi ha Những người chơi tại nhà Thì những người ta chơi tại nhà trong thời điểm hiện tại bây giờ Mà nó đã xé kén lên màu Thì mình nên hãm nó lại một Hãm nó lại ha Hãm nó lại Tại vì bữa nay là mới có 12 13, 14, 15 ha Thì nó hơi bị sớm ha Thì cái cách hãm Trong thời điểm hiện tại bây giờ là mình tưới nước Sáng tưới nước nhiều một cái ha Một cử Chiều mình phun Chiều bắt đầu mình tưới sơ gốc cho mát cái ha Là cái thứ nhất Còn về nước tưới trong thời điểm hiện tại bây giờ Mọi người cũng nên lưu ý ha Là chọt cái dòi Một là chọt cái dòi vô giữa Ha Chọt dòi vô giữa mọi người tưới Hai là mọi người tưới thẳng vào gốc Tưới vào gốc này ha Tưới xung quanh gốc này ha thì trong thời điểm hiện tại bây giờ thì mình tưới nước nó hơi cực hơn hơi cực hơn là những lần trước ăn tại vì bây giờ cái thứ nhất nụ nó đã lên cái thứ hai là mình lặt chèo con là hết ha thì mọi người xem này ha khi mà lặt chèo qua thì nó cái cây nó gì này ha à, nó trong lờ trong lỏng chút xíu vậy ha thì cái 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 cổ bông cái bông đó, hiện tại bây giờ nó đã có bông mình quơ tàn nhiều khi ha sơ sức mình quơ mạnh quá thì nó gãy nó làm gãy ha nó làm gãi cái chèo mà nó đã ôm cái bông đỡ ôm cái nụ của mình ha thì làm cho mình nó dùng nó ổn trong thời điểm hiện tại bây giờ ha cái đó thì về cách tưới nước ha mình nên tưới vào gốc cái thứ hai thì sau khi mà cái bông của mọi người đã lên màu rồi thì mình hạn chế tưới nước luôn ha hạn chế luôn ha đó là cái vấn đề nước còn về phân bón thì đối với những cái cây cái nụ mà như em thì mọi người vẫn duy trì 20 20 15 Mọi người dưỡng nụ nó ha, tức là tưới gốc là 20 20 15 mọi người cộng dưỡng rễ. Ha, cái thứ nhất. Còn nếu mà mọi người mà muốn cho nó bự lên nữa thì mọi người đi là 15 năm 20. 15 năm 20 ha, còn muốn vừa tàn, vừa nụ thì 20 20 15 ha, tức là vừa nó vừa hỗ trợ bên tàn, vừa hỗ trợ bên nụ. Thì 20 20 15. Và giới liều lượng trong thời điểm hiện tại bây giờ mọi người có thể đi 30 g cho 20 lít nước ha. Tức là cái liều này là em đưa ra cái, cái cái, liều lượng ha là cái cây mình đó đã, khỏe thì 30g á, cho 20 lít nước thì mọi người đi là 20 20 15 ha có thể là đi hết mùa luôn ha tức là đi cho đến khi mình đem vô nhà mình chân luôn ha là cái đó là cái thằng 15 năm 15 năm 20 á thì mọi người đi lõn là một tí giúp em ha Tại vì thằng 15 năm 20 cái hàm lượng kali nó cao nó cao hơn ha thì mình đi lõn một tí thì khoảng 20g ha thì mình cứ duy trì định kỳ là ngày tưới em xin nhắc lại luôn ha cái cử cách chữ của em ha là ngày ngày, ngày tưới nè ngày nghỉ tức là ngày nghỉ mình tưới nước bình thường còn ngày phun qua lá tức là phun sâu phun to bông vậy ha thì mọi người cộng vô rồi đến cái tiếp là ngày nghỉ tức là tưới nước bình thường rồi tới cái ngày đó là tưới phân ha thì mọi người cứ duy trì mọi người lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi mà cái bông của mọi người mọi người là khoảng 20 23 là lúc đó mình ngưng phân ha mình bắt đầu mình chơi tết và cái đó là cái lưu ý về phân thuốc ha mọi người đừng nên đi quá quá liều là cái thứ nhất mọi người cũng đừng nên nạp quá nhanh tức là nạp ngày tưới ngày phun ngày tưới ngày phun là chết cây ha là chết cây thì trong thời điểm hiện tại bây giờ nó cái cây của mình á nó đã hơn năm phần trăm rồi tức là mình gần mình gần chơi rồi ha thì cũng không cần nên phải nạp quá nhiều quá ha còn những cái cây mà nó còn chưa lên nụ á thì mọi người nên tìm một cái chỗ nào mà nắng nhiều nhất cái thứ nhất và cái thứ hai tránh đèn đường những cái cây mà nó nụ nó còn nhỏ ha tránh ánh sáng đèn đường là là cái thứ hai ha và cái thứ ba mình phun hàng sáu ba mươi ba mươi đối với cái những cái nụ quá nhỏ thì mình phun sáu ba mươi ba mươi vô giúp em ha để cho nó làm cho cái cây mình nó lên nhanh hơn một tí thì thằng này ha là hàng sáu này nè Đó. thì hàng này là cái thằng loại kích ra hoa ha tức là cái hàm lượng lân vàng kali nó rất là cao mình phun qua tàn á thì nó làm cho cái cây cái, cái nụ của mình nó mau lớn hơn tức là nó nhanh lớn là cái thứ nhất và cái thứ hai á thì nó làm cho những cái nụ mà còn núp ở trong á thì nó sẽ lòi ra bên ngoài ha thì thằng này đối với những cái nụ mà hiện thời bây giờ nó mới trắng hột gạo thì mọi người phun thằng này và mọi người kết hợp với thằng atonic ha kết hợp với thằng atonic mọi người phun phun vô ha để nó thúc đẩy cái nụ mình nó cho nó lòi ra ngoài nhanh hơn ha tức khi tức là khi mà nó đã ra ngoài rồi nó thấy được ánh nắng ở bên ngoài rồi thì nó cái nụ nó phát triển rất là nhanh ha chứ còn nó nằm núp núp trong cái đọt thì nó rất là lâu phát triển ha thì mọi người phun này mọi cộng dừng atonit ha rồi thì đó là cái lưu ý và cũng thêm một lưu ý nữa ha nếu mọi người xài hàng sáu ba mươi này thì mọi người nên xài một gam trên một lít nước ha tức là tất cả những loại phân thuốc gì mà làm cho to bông mà phun qua tàn ha to bông nè to bông hết cỡ nè ha căng bông này nọ ha tức là những loại thuốc gì mà phun qua tàn làm cho cái bông mình nó to hết cỡ á thì mọi người cũng nên lưu ý về cái liều lượng ha em nhắc lại luôn ha nè đối với thằng sáu ba mươi thì em sẽ lấy nè nó có rất nhiều loại cây tức là tại nó phun cho đa dạng cây ha cây công nghiệp nè ha cây trái ha rồi nè cây công nghiệp với cây trái thì lúc nào cái liều nó cũng sẽ cao hơn lúc nào nó cũng cao hơn đối với những cái cây rau ăn quả ha rau ăn, ăn lá ha rồi nè các loại rau ăn lá nè và rau ăn trái nè ha thì mình sẽ lấy thì đây nữa là các loại bông qua cây cảnh ha thì mình sẽ lấy cái liều của cái thằng rau ăn lá ha và rau ăn trái ha tức là tất cả các loại rau người lưới ha đó thì mình lấy là tất cả các loại rau tại vì dạng thọ nó cũng cùng chung một nhóm với tất cả các loại rau ha nè liều lượng là 20 g cho đến 30 g cho 16 lít nước đúng không nè phun hoặc là tưới ha phun hoặc là tưới tức là cái loại này phun và tưới gốc đều được ha thì liều lượng 20 g đến 30 g cho 16 lít nước tức là nó gần nếu mà lấy cái liều cao nhất á là nó gần bằng hai gần bằng hai gam tức là nó khoảng 1 gam rưỡi cho một lít nước ha trên một lít nước thì mình lấy cái liều thấp nhất nè Là 20 gram Cho 16 lít nước đúng không Tức là nó khoảng hơn 1 gram Cho 16 lít nước ha Nhưng mà em lấy là đúng 1 gram Mọi người lưu kỹ cho em ha Đúng 1 gram Cho 1 lít nước Thì mình phun lên cái là cái tàn giảng thọ Thì nó sẽ rất an toàn cho cái cây của mình ha Tại vì đó Tất cả những loại mà phân mà Để dành mà Để làm mà cho to bông Kích bông hay là căng bông những loại phân đó nó đều có hàm lượng kali cái thứ nhất là kali và lân cao cái thứ hai là đa phần là mọi người xem kỹ ha xem kỹ cái hàm lượng của nó là đa phần là ba số bằng nhau em ví dụ là ba số năm hoặc là ba số bảy ha tức là những loại phân đó đó nó làm cho cái cây mình nó già lại nó thúc đẩy nụ nhanh hơn và nó có thêm một số thành phần là vi lượng sắt kẽm đồng là trong đó ha thì nó làm cho cái nụ mình nó to lên nó nhanh lên ha thì về việc mà phun qua lá đối với thời điểm hiện tại bây giờ những loại phân mà như sâu sâu hang và những loại thuốc mà làm cho to bông thì mọi người cũng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng giúp em ha đừng có đi mà quá liều trong thời điểm hiện tại bây giờ ha thì nó rất dễ là hư cái cây của mình ha rồi thì trong thời điểm hiện tại bây giờ á thì mọi người cũng nên duy trì nước đều đặn những cây nhỏ thì mọi người nước á thì mọi người tới ít Ha, nụ nhỏ tưới ít nụ lớn tưới nhiều vậy đi ha cho nó dễ còn à, những anh em mà cũng à, đã nói hình à, như bữa hôm qua à, có một bạn ha nói cái nụ này nó 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 tể ha thì à, theo em ha thì nó không 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 tể ha nó không tể đâu à. nay nó cũng bự rồi ha rồi thì thời điểm này mọi người nên lặt vào con lặt vào con bỏ hết ha để cho cái nụ mình nó nhanh lớn cái thứ nhất nhanh lớn cái thứ hai nó to hơn một chút xíu ha rồi thì uh, clip này thì em cũng xin gửi đến với tất cả mọi người uh, cũng một vài lưu ý là cơ bản nhưng mà nó cũng rất là quan trọng ha thì mọi người cũng nên uh, xem lại cái cây của mình nó như thế nào uh, để mà mình còn có cái cách mà mình uh, đi phân thuốc uh, cho nó hợp lý một tí nữa ha rồi thì uh, em uh, xin tạm biệt tất cả mọi người ha